Sau 30 trận đã đấu, Liverpool đang ngự trị trên đỉnh của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh năm nay với 70 điểm. Một mùa giải tính đến thời điểm này có thể gọi là vô cùng thành công dành đến cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Bởi trước đó đội chủ sân Anfield đã giành được chức vô địch Carabao Cup và đang trên con đường chinh phục thêm hai danh hiệu cao quý là Premier League và UEFA Europa League trong mùa giải năm nay. Và trong một mùa giải tuyệt vời như hiện tại của The Cop, đã có một cầu thủ đóng góp rất nhiều cho thành công trên. Không ai khác, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Alexis McAllister, món quà quá hời của Jurgen Klopp đến từ Brighton. Sự xuất sắc của ngôi sao người Argentina chắc chắn là điều mà chúng ta dễ dàng có thể nhìn thấy. Trong mùa giải 2023-2024 năm nay, ngôi sao 25 tuổi này đã ra sân tổng cộng 33 trận đấu cho nhà đương kim vô địch cúp liên đoàn. Và ngày hôm nay, trong video lần này, tôi sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn khác, những câu chuyện thú vị khác về chàng tiền vệ tài hoa này thông qua video, những điều thú vị mà bạn có thể chưa biết về McAllister. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ngay nhé! Dù mang quốc tịch Argentina, cũng như là đã cùng những người đồng đội ở La Albiceleste lên ngôi vô địch World Cup vào năm 2022. Tuy nhiên, có một điều thú vị rằng, gia đình của ngôi sao đang thi đấu trong mùa áo Liverpool không phải là người Argentina chính gốc. Nếu là một người có nhiều kiến thức về địa lý cũng như văn hóa ở các nước Nam Mỹ, ta sẽ có thể dễ dàng nhận thấy được một điều rằng, cái họ McAllister của ngôi sao 25 tuổi này chính xác là một cái họ rất hiếm ở đất nước Argentina. Họ McAllister thường được người dân ở các nước châu Âu như Scotland hay Ireland dùng để đặt tên cho con cái của mình. Chính vì thế, đã có rất nhiều cổ động viên bóng đá trên khắp thế giới tin rằng cựu ngôi sao của Brighton có xuất thân từ Scotland hay các đất nước lân cận khác ở châu Âu. Và quả thật là vậy, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022, chính Alexis McAllister đã xác nhận rằng gia đình của bản thân có nguồn gốc từ Ireland. Được biết, ông cố của ngôi sao này là người Ireland và đã cùng toàn bộ gia đình chuyển đến Argentina sinh sống nhiều năm trước. Mặc dù chỉ là những mối quan hệ về nguồn gốc xa xưa, tuy nhiên sau nhiều năm sống và thi đấu ở châu Âu, Alexis McAllister luôn dành rất nhiều tình cảm cho nơi đây. Đã rất nhiều lần ngôi sao sinh năm 1998 này khẳng định bản thân và gia đình của mình rất biết ơn những cơ hội mà lục địa già đã dành cho mình. Theo những tin tức được tờ The Sun đăng tải, trong quá khứ, chàng tiền vệ số 1 ở sân Anfield đã từng bị những người đồng đội của mình trên tuyển Argentina trêu chọc. Mọi chuyện còn đi xa đến mức Alexis McAllister đã tỏ ra vô cùng tức giận. Mọi chuyện cuối cùng được giải quyết một cách êm đẹp khi Lionel Messi đã đứng ra và dàn xếp mọi chuyện. Được biết, đó là vào những ngày tháng 9 năm 2009. Khi đó, McAllister mới có 21 tuổi. Đây cũng chính là lần đầu tiên tài năng trẻ này có được cơ hội khoác áo cho tuyển Argentina. Và thời điểm ấy, ngôi sao sinh năm 1998 đã lên tuyển với một mái đầu vô cùng thời trang. Và những người đồng đội trên tuyển Argentina đã cảm thấy vô cùng thích thú trước mái tóc có phần đỏ hoe của chàng tân binh. Sau đó biệt danh Colo, tạm dịch là củ gừng theo tiếng Argentina, đã được mọi người gắn ghép cho McAllister. Mọi chuyện ban đầu dường như chỉ dừng lại ở mức vui đùa. Tuy nhiên sau nhiều lần bị gọi là Colo, cựu ngôi sao Brighton đã tỏ ra khá khó chịu với những người đồng đội của mình. Khi đó, đội trưởng của Argentina là Messi đã yêu cầu những cầu thủ khác trong tuyển không được gọi tân binh của mình như thế nữa. Chỉ khi ấy mọi chuyện mới chấm dứt. Có lần được các phóng viên hỏi về câu chuyện trên, ngôi sao 25 tuổi đã chia sẻ như sau: "Tôi rất biết ơn những điều mà Messi đã giúp đỡ tôi trong những ngày đầu tiên lên tuyển. Anh ấy chính xác là một cầu thủ phi thường, một người thủ lĩnh bẩm sinh. Từ khi Messi lên tiếng, những người đồng đội khác đã không còn gọi tôi là Colo nữa. Sau này, khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi chỉ biết cười trừ. Bạn có thể thấy sau khi rời tuyển, tôi đã ngay lập tức thay đổi kiểu tóc thảm họa ấy. Dù vậy, tôi và mọi người trên tuyển chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả. Tôi vẫn sẽ gọi một cầu thủ Argentina nào nhuộm tóc đỏ bằng biệt danh Colo mà thôi. À, tôi chắc rằng sẽ chẳng có ai dám thử điều đó đâu." Là em út trong một gia đình có truyền thống về thể thao nói chung, cũng như là bóng đá nói riêng, trên Alexis McAllister còn có hai người anh cũng theo nghiệp quần đùi áo số. Anh trai thứ hai của ngôi sao đang khoác áo Liverpool là Kevin McAllister, thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Union St. Gilles ở Bỉ. Còn người anh cả của gia đình là Francis McAllister, năm nay 28 tuổi. Trai trai này là một tiền vệ phòng ngự đang thi đấu rất nổi bật trong mùa áo câu lạc bộ Rosario Central ở quê nhà Argentina. Dù bước chân vào môi trường bóng đá sớm hơn người em út, tuy nhiên cả Kevin và Francis vẫn chưa một lần khoác lên được màu áo của tuyển Argentina. Được biết trong quá khứ, hai người anh của Alexis McAllister chỉ được tham dự vào các cấp độ U trẻ của tuyển quốc gia. Ngoài ba anh em, gia đình của McAllister còn có một cầu thủ rất nổi tiếng, đó chính là người bố Carlos McAllister. Trong những năm tháng còn chơi bóng chuyên nghiệp, người đàn ông này đã từng chơi cho các khổng lồ của Argentina là Boca Juniors vào năm 1993. Carlos McAllister còn vinh dự góp mặt trong đội hình của tuyển Argentina cùng với những huyền thoại của đất nước này như Fernando Redondo, Diego Simeone và Diego Maradona. Có thể nói, Alexis McAllister rất may mắn khi được thừa hưởng rất nhiều tài hoa do gia đình để lại. Được biết, ngôi sao sinh năm 1998 chính là niềm tự hào lớn lao nhất của cả thị trấn mà gia đình đang sinh sống ở quê nhà. Cũng giống như bất kỳ người dân nào của đất nước Argentina, Alexis McAllister cũng rất tôn sùng cố huyền thoại Diego Maradona. Tuy nhiên, có lần khi được các phóng viên đặt một câu hỏi khá khó rằng liệu giữa Maradona và Messi thì McAllister sẽ yêu thích ai hơn? Rất thông minh và tinh tế, chàng tiền vệ tài hoa của The Cop đã khiến cho tất cả hài lòng khi trả lời như sau: "Là một người dân của Argentina, tôi luôn đặt chọn con tim của mình dành cho Maradona.
Ông ấy chắc chắn là một biểu tượng của bóng đá thế giới. Còn nói về Messi, anh ấy thật phi thường và vĩ đại. Chàng trai ấy luôn luôn nằm trong tâm trí của tôi. Tôi yêu thích Messi, tuy nhiên những cảm hứng chơi bóng của tôi xuất phát từ Maradona. Cả hai đều là những cầu thủ vĩ đại. Tôi cần học hỏi rất nhiều từ hai cầu thủ này để bản thân tốt lên từng ngày. Điều đáng nói ở đây, ngôi sao sinh năm 1998 đã bắt đầu ăn tập bóng đá tại trung tâm huấn luyện Club Social Park từ 5 năm tuổi và cũng chính nơi đây đã đào tạo nên những cái tên vĩ đại của bóng đá Argentina như Maradona, Carlos Tevez, Esteban Cambiaso và Juan Román Riquelme. Người hâm mộ của nhà đương kim vô địch World Cup, Argentina hy vọng rằng với xuất phát điểm giống với thần tượng của mình là Diego Maradona cũng như có được một tinh thần học hỏi cao trong thi đấu, McAllister sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ Messi cũng như cầu thủ trên tuyển chinh phục các danh hiệu cao quý trong tương lai. Mặc dù trong mùa giải năm nay đã đôi lần huấn luyện viên Jurgen Klopp đã không có được sự phục vụ của cậu học trò cưng McAllister vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. Tuy nhiên theo những chuyên gia thể thao về sức khỏe khẳng định, ngôi sao 25 tuổi là một trong những cầu thủ có thể chất vô cùng bền bỉ trong thế giới bóng đá. Minh chứng rõ ràng nhất là trong thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Brighton trước đây. Alistair gặp rất ít các chấn thương. Từ khi gia nhập đội bóng có biệt danh là chim mòng biển đến lúc chia tay để chuyển sang khoác áo The Cop, cầu thủ người Argentina chỉ vắng mặt đúng 38 ngày. Chính vì lý do đó, người hâm mộ của đội chủ sân Anfield luôn tin tưởng rằng chính Alexis McAllister sẽ trở thành một hạt nhân vĩnh cửu trong kế hoạch chinh phục thêm các danh hiệu cao quý của Liverpool trong tương lai. Alexis McAllister không phải là cầu thủ Argentina đầu tiên chơi cho Liverpool. Trên thực tế, trước ngôi sao sinh năm 1998, đội bóng chủ sân Anfield đã đón chào 6 cầu thủ mang quốc tịch Argentina. Những cầu thủ kể trên bao gồm Maxi Rodriguez, Javier Mascherano, Emiliano Insur, Mauricio Pellegrino, Gabriel Paleta và Sebastian Leto. Điều thú vị rằng cả 6 cái tên gia nhập Liverpool trước McAllister đều được huấn luyện viên Rafa Benitez lựa chọn. Trong 6 cái tên đó, có những người rất thành công cũng như đã có những cầu thủ không đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao mà các cổ động viên The Cop hy vọng. Dù vậy, người hâm mộ của đội bóng này vẫn luôn hy vọng rằng với sự chuyên nghiệp cũng như chăm chỉ của mình, Alexis McAllister sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng. Như vậy chúng ta đã cùng điểm qua những sự thật thú vị nhất mà có thể bạn chưa biết về chàng tiền vệ tài hoa Alexis McAllister. Với phong độ cao trong thời điểm hiện tại, cùng với đó là một thái độ thi đấu không có gì để chê trách. Có thể nói rằng Alexis McAllister đang đi từng bước vững chắc trong cung đường trở thành một phần lịch sử, một huyền thoại và là một biểu tượng của một trong những đội bóng vĩ đại nhất trên thế giới như Liverpool vào lúc này.